Xin chào các bạn nha. Thì thể theo yêu cầu của các bạn, chắc có lẽ là học sinh, rồi các bậc phụ huynh mà chưa có bằng lái thì yêu cầu mình á là làm nhiều hơn về dòng xe 50. Thì hôm nay đây trước mắt các bạn là hai chiếc Galaxy. Galaxy nha, đây là phiên bản màu mới nhất của SYM các bạn. Màu đen mờ đỏ và màu đen mờ xanh. Xanh này là xanh dương đó các bạn. Mình sẽ review hai xe này. Cho các bạn một số những cái chi tiết về thông số và giá bán và thậm chí luôn cả phí ra biển số tại thành phố Sóc Trăng hay là tại huyện cho các bạn. Để mình báo giá cho các bạn cái ha. Thì hai chiếc xe này là phiên bản vành đúc bánh mâm đó các bạn và là phiên bản màu mới nhất và hiện tại cửa hàng đang bán dòng xe này với giá là 17 triệu 600 ngàn. Nếu các bạn là có hộ khẩu ở tại thành phố Sóc Trăng thì cái phí biển số cho chiếc xe này á nó sẽ là khoảng chừng 1 triệu 7. 1 triệu 7, 1 triệu 8 khoảng đó nha, tức là phí ra biển số luôn và luôn có luôn bảo hiểm nha các bạn. Còn nếu các bạn ta ở tại huyện, ví dụ như là huyện Trần Đề, huyện Long Phú chẳng hạn thì cái phí biển số của xe này á bao trọn gói luôn là nó khoảng chừng 700 ngàn thôi. Rất là rẻ nếu các bạn ở huyện. Còn tại thành phố là 1 triệu 7, 1 triệu 8 nha, khoảng đó. Giá xe là 17 triệu 600 ngàn. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết review chiếc xe này cũng như là một số những cái thông số xe. Các bạn biết không, thông số của xe nếu mà lên mạng search á, mình vào trang chủ SYM luôn á, nó khác nhiều so với ở trong cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng của xe. Các bạn xem nè, đây là cuốn sách hướng dẫn sử dụng nè của xe luôn, theo xe nha các bạn. Thì mình sẽ lấy từ đây ra nó chính xác hơn các bạn ơi. Còn xem ở trên mạng vào trang chủ trang của SYM á, nó ghi tùm lum hết, mình không hiểu, mình rối luôn. Thì đầu tiên á, là kích thước xe dài nhân rộng nhân cao á, sẽ là 1940 nhân 695 và 1095 mm. Khoảng sáng gầm á thì nó khoảng chừng trong cuốn ở trong thông số trang chủ á ghi có 100 mm à, nhưng mà mình thấy thì nó cũng cao tại vì cái bẩn này nè các bạn, cái bẩn phía trước này nè nó đầu nó đưa xuống cho nên là nó hơi bị thấp thôi, chứ ở cái gầm máy á các bạn nó rất là cao nha, cái gầm máy phải nói là cao luôn á. Còn về khoảng cách hai chục bánh xe á, là 1240 mm và trọng lượng xe á, là khoảng chừng 84 kg. Cái này lại trong trong sách hướng dẫn sử dụng á, nó không có ghi. Thì cái phần trọng lượng này là tham khảo thôi. Mình thấy 84 kg này không biết chính xác hay không. Nó ghi khi thì chín mấy, khi thì tám mấy. Mình cũng bó tay luôn. Còn về độ cao yên xe thì nó ghi là 740 mm các bạn. Trong khi trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng thì không có ghi luôn. Còn bình xăng sẽ là 3,4 lít. Thì cái này là trong sách hướng dẫn sử dụng có ghi nè. Và mức tiêu thụ nhiên liệu là 1,88 lít trên 100 cây số. Và xe này á nó sẽ sử dụng xăng là từ 92 trở lên. Xăng A92 đó các bạn. Tức là các bạn xài xăng A92 trở lên nha. 95 cũng được. Công suất thì nó sẽ khoảng chừng 3,6 mã lực khoảng đó. Còn về lớp trước lớp sau á thì lớp trước sẽ là 70 80, lớp sau sẽ là 80 80 nha các bạn. Với phiên bản mà vành đúc này á thì là lớp không có gột, tức là cái vỏ không có gột. Lớp không xăm. Còn với phiên bản bánh câm á thì là nó có ruột. Đây nè, 70 80 17 nè, vành 17 inch nha. Cái vỏ sau sẽ là 80 80. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết luôn nè. Bên này sẽ là phiên bản màu đen mờ với màu đỏ. Thì cái phần màu đỏ này á nó viền ở cái phần đèn xi nhan. Đèn xi nhan này là bóng halogen nha. Phía trước. Ở đây có một cái tem đỏ chữ V cùng với đó là chữ Galaxy. SYM ha. Còn cái dè trước này là màu đen mờ, cả hai phiên bản đều là đen mờ. Đây là cụm động cơ nè các bạn. Cặp vành này á được làm rất là điệu đà nha. Đó. Nó xoáy nha, dạng xoáy chứ không phải là thẳng.
Thì chiếc xe mang cái vóc dáng là nó hơi hướng góc cạnh, nó mạnh mẽ chứ nó không có mềm mại. Đây là cụm đồng hồ, xe sử dụng là 4 số nha các bạn. Xe cũng có cốp nha, cũng có cốp nè. Đây, nói chung là cốp cũng khá là to, có thể để được một cái nón bảo hiểm nửa đầu thôi nha, một cái nón một, với vài vật dụng linh tinh. Bình xăng nè các bạn. Cái phần cản sau á, thì nó làm giả carbon đẹp lắm, cái vân này nè, nó giả carbon nha, nhìn đẹp lắm các bạn. Và cho cái độ mà cầm nắm á, nó rất là vững, rất là dễ, nó ôm tay mình, nó không có cấn nha, không cấn luôn nè. Đó, rất là dễ cầm nắm các bạn. Hai xe này là mới về luôn đó các bạn, màu mới nhất luôn. Đây là những phiên bản màu mới. Còn đây là phần phía sau ha, màu xanh nè. Đó, còn bên này là màu đỏ nè. Cái chữ Galaxy này là tem 3D luôn nha các bạn. Đây phía sau nè, tem dán nha, cái tem là tem 3D luôn nha, tem nổi nha. Hộp thì sơn đen, gấp nè. Cả phanh trước phanh sau á, thắng trước thắng sau đều là phanh tan chống, thắng đùm đó các bạn. Còn đây là phần bô, được cụp xuống thế này. Cái ốp bô này thì bằng nhựa nha các bạn, bằng nhựa nha. Cái này cũng bằng nhựa luôn nè, chỉ là được sơn bóng thôi, sơn bạc thôi, nó đều là bằng nhựa hết. Còn phần bên này á, thì bọc sơn á, nó sẽ là một cái miếng gạt te che phía trên thôi, rất là thể thao, chứ nó không che hết luôn cái phần sơn trong dĩa này. Nó sẽ là xài sơn trần đó các bạn, sơn trần thì xem ra nó sẽ rất là thể thao. Còn phần gác chân ngồi sau nè các bạn, đây nha, cái phần này sẽ là phần nhựa nè. Đó, ở trong này là một cái sắt hai cây để cho chúng ta gác chân người ngồi sau. Nói về độ bền á, thì dòng xe 50 SWM á, là vô địch về độ bền. Tuy nhiên á, thì theo như có nhiều bạn đã từng đi qua dòng xe này á, thì cho biết là cái xe nó sẽ hơi yếu. Đương nhiên rồi, các bạn muốn nó mạnh á, thì đâu thể nào nó bền được. Đúng với xe 50 thì các bạn di chuyển trong thành phố, đi học, đi chợ, các bạn ở chợ á, thì với một chiếc xe thế này là mình thấy nó ổn định. Nó ổn định đó các bạn, nó bền bỉ. Còn những dòng xe 50 khác á, thì cái máy nó sẽ mạnh hơn các bạn, như là của Halim, Dalim chẳng hạn, thì cái máy nó sẽ mạnh hơn. Tất nhiên là nó sẽ không bền được như là chiếc SWM này. Trên này là phần cụm đồng hồ màu đỏ nè. Còn đây là cái phần ổ khóa hai chìa nha. Cũng có luôn phần khóa từ nữa các bạn, khóa từ để bảo vệ cái ổ khóa này. Còn khi chúng ta mở yên á, thì là mở phía sau nha. Các bạn thấy không, một cái nút nhấn thôi là chúng ta đã khóa từ rồi nè. Đó, như vậy là cái trộm sẽ không thể nào mà tra bất cứ việc gì vào đây để mà mở được. Còn khi mà chúng ta muốn mở thì để mình xem. Các bạn chờ mình xíu nha, để mình tham khảo một cái. Nè, đây rồi. Đó, các bạn phải cho đúng vào vị trí nha, thì mới xoay được. Cái phần này thì nó hơi nhỏ. Đó, tại vì nó vướng cái này nè các bạn, cho nên là mình thao tác hơi khó. Nó vướng cái cọng dây này nè, dây rút nè. Nó rất là vướng. Đó, rất là nhẹ nhàng các bạn, rất nhẹ nhàng luôn.
Và khi khóa cổ xong đó, các bạn nhấn cái này là xong. Nó sẽ bảo vệ cho chúng ta tránh bị mất trộm ha. Đó. Còn mở yên á thì sẽ là phía sau này nha các bạn. Ở sau này sẽ là chìa khóa mở yên nè. Đó, vặn là mà lấy yên lên thôi. Rồi đổ xăng. Này á nó sẽ làm bằng nhựa. Bằng nhựa nha. Để mình mở cho các bạn xem luôn. Đây. Cái nắp chụp phía ngoài này là bằng nhựa nha. Bằng nhựa đen nè. Đó, rất dễ dàng. Đây là cái màu xanh dương đậm nha các bạn. Xanh dương đậm. Đây. Số 1, 2, 3, 4 nè. Đồng hồ đo quãng đường đi ở đây. Công tơ mét ở đây. Đèn xi nhan hai bên. Đây là báo pha. Báo bình xăng ở đây. Báo xăng ở đây nè các bạn. Hết rồi. Đồng hồ dạng analog cổ điển thôi. Cụm đèn trước á cũng là bóng halogen bình thường. Xi nhan cũng vậy luôn, cũng là bóng halogen. Thiết kế thì nó sẽ góc cạnh nha các bạn. Các bạn muốn có một chiếc xe mà đi bền bỉ á, thì đây là dòng SYM. Nó sẽ là một lựa chọn hợp lý. Còn phần đuôi, cái phần đèn sau đó các bạn. Vẫn là bóng halogen nha. Dè trắng bùn sau nè. Để mình lê lên ngồi thử cho các bạn xem nha. Thì nói chung là xe này nhẹ đó các bạn, chứ không phải là nặng đâu. Nó dưới 100 kg. Đó, rất là nhẹ nhàng. Phù hợp với các bạn học sinh, cũng như là các bạn ở chợ mà không có bằng lái. Đó, chiều cao nguyên thì mình cao 1m7. Mình ngồi chống chân cực kỳ thoải mái luôn. Tức là nó chống luôn cả hai chân và nó còn dư. Thì những bạn học sinh á, ngồi xe này là thoải mái rồi. Và khi lên ngồi xe á, cũng cảm giác cho mình cái cảm giác nó rất là chắc chắn. Chắc chắn nha. Cụm đồng hồ trên này á, thì còn có là cốt pha nè, xi nhan nè, đó, còi nè. Và có công tắc đèn. Công tắc đèn nó còn có thêm một cái đèn nữa là đèn sương mù. Thì nó có hai nắp các bạn. Tắt đèn nè, mở đèn sương mù nè, rồi mới mở đèn hẳn luôn. Rồi cốt pha. Đề. Đó, tổng quan xe là như thế ha. Phục sau á, nhúng rất là êm các bạn. Nhúng rất là êm. Tốc độ xe này thì nó ở khoảng chừng 50, 60 là ok rồi. Và xe rất là bền. Mình đã nghe nhiều người nói rồi. Rất là bền. Dòng xe S của em các bạn. Không riêng gì cái dòng Galaxy này. Mà luôn cả những dòng xe như là Angela hay là Elegant. Cũng rất là bền. Đó. Xe nhẹ nhàng, thoải mái lắm các bạn. Và phục nhúng rất là êm. Thì khi nào có thời gian mình lại tiếp tục làm những dòng xe kia nữa. Như là Elegant nè, Angela nè. Mình sẽ tập trung làm những dòng xe 50 cho các bạn. Còn dòng xe Exeter 50 nữa các bạn. Khi nào rảnh mình sẽ làm luôn. Mình cũng sẽ báo giá rồi cho luôn cái phí biển số, lăn bánh là như thế nào. Đây là hai mẫu xe mới nhất. Đó. Còn những phiên bản mà màu cũ á, thì có đây là phiên bản bánh căm. Tất nhiên là bánh căm nó sẽ rẻ hơn nha các bạn. Đây là phiên bản màu trắng, đen, đỏ nè. Bên đây là màu trắng, đen, xanh nè. Mình thấy nó tới 3 màu lận. Màu trắng nè, màu đen nè. Và ở đây là màu đỏ nè. Thiết kế thì không có gì khác. Nó chỉ khác cái màu sắc thôi các bạn. Phía trước này nó còn có cái hộc để đồ nè, rất là tiện dụng cho những bạn học sinh hoặc là những bà nội trợ. Thì chúng ta có thể để những vật dụng linh tinh ở đây nè, đó.
thế thì còn nhiều bằng. Đâu thua gì chiếc Vision đâu, các bạn thấy không? Vision kế bên nè. Đó. Thì dòng xe này cũng có luôn. Rất là tiện lợi. Vậy thôi ha, mình sẽ kết thúc video này ở đây. Trước khi kết thúc á, mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng là ở số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha. Và số điện thoại để tư vấn là 0946 838494 là số điện thoại của bạn Tùng. Số này có Zalo. Mình sẽ để thêm một cái địa chỉ Facebook nữa ở trong phần mô tả để các bạn có thể là theo dõi cửa hàng. Còn về giá thì mình xin nhắc lần nữa, hiện tại giá xe này là 17.600.000. Với những bạn đang ở tại thành phố Sóc Trăng thì phí làm biển số bao trọn gói luôn là 1.700.000, 1.800.000. Còn các bạn ở huyện thì nó chỉ khoảng 700.000 thôi. Rất là rẻ ha, cho dòng xe này. Bây giờ mình xin phép kết thúc video đây luôn. Xin chào các bạn luôn nha.